Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ nổ bom kinh hoàng tại tỉnh Khánh Hòa xảy ra vào sáng qua, khiến 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Những chia sẻ của nạn nhân may mắn sống sót khiến chúng ta không khỏi giật mình. Do nhà không có tiền mua gạo nên họ đã cưa lấy sắt để bán mà không hề biết đó là đạn pháo 105 ly. Trao đổi với Trà Buổi Tối, tiến sĩ Nguyễn Tiến Nghi, giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, đây là loại vũ khí có tính sát thương cao từ cả hai yếu tố, sóng xung kích và mảnh vỡ vỏ đạn. Theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Nghi, đạn pháo 105 ly là loại đạn khá lớn với lượng thuốc TNT lớn. Đây là một loại thuốc nổ có độ bền khá tốt và an toàn hơn so với thuốc nổ thông thường, nhưng có thể do tác động của nhiệt, tác động cơ học đã dẫn tới phát nổ. Loại đạn này có thể gây sát thương từ sóng xung kích, tức là từ áp suất phá hủy thuốc nổ, và sát thương từ mảnh vỡ của đạn pháo. Nếu như bán kính do thuốc nổ gây ra chỉ vào khoảng vài mét, thì tầm ảnh hưởng của vỏ đạn có thể lên tới vài chục mét. Trong chiến tranh, huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa là căn cứ cách mạng nên hứng chịu nhiều bom đạn của kẻ thù. Sau khi chiến tranh kết thúc, lực lượng công binh trên địa bàn đã thường xuyên tổ chức rà phá bom mìn, cảnh báo những vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, do lượng bom đạn địch dội xuống không hề ít, cho nên bây giờ còn sót lại ở nhiều nơi.